Ô lạy cha dấu yêu, chúng con ngợi khen Ngài. Ngài thật là tuyệt mỹ, Ngài thật là cao cả. Cha ơi, nhờ Chúa Giêsu đã đổ máu ra cho chúng con một vĩ tuyến, một con đường duy nhất để chúng con đến với Ngài. Và mỗi ngày chúng con sống trong thần của Ngài, lẽ thật của Ngài, sự sáng của Ngài, sự phục sinh của Ngài, của Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài. Và chúng con được liên kết với anh chị em của chúng con trong đấng Christ Jesus. Chúng con cùng một niềm an ủi của Ngài, một tình yêu của Ngài, trong cùng một thánh linh của Ngài. Chúng con biết cảm thương lẫn nhau, sống trong tình yêu mà Ngài đã cho chúng con, để chúng con cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Chúng con hướng về danh của Ngài. Trong danh của Ngài là chúng con mang một bạn cho chúng con. Chúng con không phải làm những cái điều mà để mà ganh tị vì hư danh, để mà những cái công việc làm hư không để đi đến sự chết. Nhưng chúng con đã được Chúa Giêsu làm cho chúng con sống lại trong tâm linh, và mỗi ngày chúng con được trưởng thành nữa Chúa ạ, để lấy lòng hạ mình như Ngài, để mà học hỏi, để nhìn thấy được sự bày tỏ ở nơi Ngài khi chúng con chạy đến với Ngài. Như Chúa Giêsu đã nhìn thấy điều của Chúa thì Chúa Giêsu làm, và bây giờ Chúa Cha vẫn tiếp tục làm. Chúa Giêsu cũng vậy, vì chúng con cũng vậy Cha. Chúng con ở trong Chúa Giêsu, chúng con nhìn thấy được điều Chúa Giêsu đau đớn cho thế gian, nhìn thấy được Chúa Giêsu ghét điều gì, chúng con ghét điều đó. Chúa yêu lẽ công bình, sự công chính của Ngài. Chúng con yêu sự công chính, và chính Đức Thánh Linh đang làm cho chúng con sống trong của Ngài. Chúng con cùng một cảm nghĩ, cùng một tâm tình như Đấng Christ Jesus. Ôi Chúa Jesus ơi, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, mà Chúa đã không phải nghĩ duy trì những cái địa vị cao trọng của Chúa, nhưng Chúa đã hạ mình vâng lời cho đến chết, để mà trút bỏ những cái vinh quang của Ngài, mặc lấy thân nô lệ, mặc lấy thân phận con người, để cứu lấy chúng con thoát ra khỏi con người nô lệ, con của Ngài, thì chúng con được sống trong sự trưởng thành mà Đức Thánh Linh dạy dỗ cho chúng con. Ôi Chúa ơi, trong con người trưởng thành, Ngài trao ban cho chúng con, Ngài thức tỉnh chúng con, để chúng con mặc lấy sức mạnh, mặc lấy đức tính của Ngài, mặc lấy đấng Christ. Chúng con là Sion của Ngài, chúng con phải thức dậy mà đứng. Ngài xưng chúng con là Sion, là đỉnh núi Chúa ạ, và chúng con cũng là thành thánh của Ngài, để Chúa mặc lấy áo đẹp, chính là mặc lấy Chúa, mặc lấy đấng Christ mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Và chúng con là những người mà cách bì, không phải là thuộc thể, nhưng chính Ngài cách bì lòng của chúng con đau đớn, để trong máu huyết của Chúa Giêsu chúng con có sự sống để bước vào nơi chí thánh của Ngài. Chúa ơi, với thẩm quyền mà Ngài ban cho chúng con là con cái của Ngài, chúng con lấy thẩm quyền đó để chúng con dẹp hết tất cả những cái tàn tích của cộng sản, dẹp đánh sập hết cái nguồn gốc của cộng sản, đó là bản chất của ma quỷ. Chúa ơi, cướp giết hủy diệt dối trá Chúa ạ. Ô những kẻ ham đổ huyết và những người giả ngụy sống chẳng đến nửa số ngày đã định cho mình, Chúa sẽ xô chúng nó xuống hầm diệt vong. Còn chúng con đây, chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Giờ đây anh chị em của chúng con bước vào chiến trận, bước vào sự hạ mình, bước vào sự tình yêu của Ngài, lòng thương xót của Ngài, để chúng con đi trong chiến trận để hốt các linh hồn về cho Ngài, hốt những vinh hiển về cho Ngài. Chúng con cảm tạ trong danh Chúa Cha, Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Amen. Amen, amen. Amen, 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 hallelujah. Cảm Chúa rất nhiều, kính lạy Chúa rất trời con trời. Cảm ơn rất nhiều vì Ngài ở cùng với các anh chị em con. Thế rồi mỗi chúng con được mặc lấy những khí áp đầy đủ mọi cái khí áp trên con người của con trời. Thế rồi chúng con được Ngài dẫn dắt vào trận chiến Ukraine và Nga trời. Chúng con đập tan đi tất cả những Babylon cộng sản phát xít trong đó cha, và cũng kéo luôn tất cả những cái bọn cộng sản và Hồi giáo, tất cả những cái bọn Babylon đang muốn nhúng cái tay bản thiểu của nó cũng sẽ chặt đứt hết luôn cha. Con cảm ơn rất nhiều. Ô con xin Ngài cùng con để rồi cho con biết được đường lối của Ngài, biết được cách thức của Ngài cha. Thế rồi Ngài sẽ dẫn ô con dân gọi là
kẻ thù của Israel là đất nước Urina đó chào Israel thuộc linh của ngài cha. Thế rồi ngài sẽ làm gọi là ngài sẽ nhóm hết tất cả những kẻ thù, nhóm lấy tất cả những kẻ đơn gọi là mong gọi là ước ao cái sự điều ác đó, điều xảy đến trên đất nước Urina thì họ sẽ bị nhóm lại, họ sẽ xem và họ sẽ bị diệt chung với trong cái sự hoặc là thịnh nộ của ngài cha. Ôi để đầu ngài đập nát tan đi tất cả những hệ thống của Babylon cha, để đầu hạt giống tiếng là nước trời phải được gieo ra cha. Ô và điều quan trọng nhất là Babylon trong tôn giáo cho Babylon trong gọi là các hội thánh mà danh của Chúa Christ cha. Ôi để đầu cái Babylon ở trong tất cả những cái tôn giáo tin lành chính thống giáo công giáo cho phải bị đập nát tan đi cha, để rồi giống như là nước trời được gieo vào cho ông. Cảm ơn rất nhiều Chúa, con cầu nguyện cho tất cả những hội thánh ở Ukraine cha, để rồi họ được Chúa hướng dẫn cho họ nhìn thấy được cái đường lối của Chúa cha, nhìn thấy được cái kêu gọi của ngài cha, để đem học giống tiếng là nước trời rõ giảng là khắp thế gian này cha. Ô con nguyện để tất cả những người lãnh đạo, tất cả những cái người mà đang gọi là cầm cây gậy để chăn dắt dân của Chúa thì họ phải nhận ra được cái quyền mà Chúa ban cho họ cho, để rồi họ biết mà họ phải là những người mà nhận thức được ô cái sự bày tỏ của Chúa cho, họ phải nhìn thấy mặt ngài cha, để rồi ở đó mà họ nhận được sự cứu rỗi cho, ô họ nhận được sự cứu rỗi quá trọn vẹn cha, để rồi họ biết được ô họ là những người mà phải trở nên giống Chúa và cai trị cha, ô chứ không phải là chỉ là những con người mà chỉ được gọi là cứu rỗi phần gọi là chỉ cứu cứu đời sống mình nhưng mà không có gọi là biến đổi đời sống mình, không có mặc lại chính đời sống đấng Christ, để rồi làm công việc của ngài cha, làm những công việc mà như ngài đã làm cho yêu điều công bình, ghét điều gian ác cha. Ô và điều quan trọng nhất ngài muốn hợp thánh của Chúa là chỗ này lẽ thật cho đầu trong hội thánh của Chúa sẽ ra những dân, những nước, những vua trà, những quan sát cho những hành tinh lễ trà. Ôn cả ngài rất nhiều Chúa con, ôi xin ngài hãy cùng với hội thánh đại sứ quán nước trời trà, là hội thánh mà đã mặc lấy tất cả những cái sự ban cho của Chúa và từ hội thánh đại sứ quán nước trời cho từ một sinh đai trà, ông đã trả giá, ông đã được Chúa bày tỏ về nước trời cho, từ đó mà ông đã đem các giọt nước trời gieo vào trong hội thánh đại sứ quán nước trời và thánh đại sứ quán nước trời đang mặc lại tất cả những cái gọi là sự dạy dỗ giáo lý của tiên lành nước trời chơi và giao giảng ra cho đất nước của mình sao không nguyện rằng tất cả những cái con người đã nhận lấy hạt giống của Chúa họ phải giữ lại hạt giống đó và họ chết đi tất cả những con người cũ của mình sao không đập nát tan tất cả Babylon dòng thanh đại sứ quán nước trời chơi để rằng khi mà họ chết gọi là chết nhiều bao nhiêu thì chết con người cũ họ nhiều bao nhiêu thì hạt giống của Chúa nó sẽ nảy mầm và ra nhiều bông trái bấy nhiêu cha. Vì cái sự cản trở nhất trong đời sống con đó là con người cũ con cha, nó khiến cho gọi là nhựa sống của Chúa, nguồn sống của Chúa bị ngạt ngầu mà không đến được để rồi sinh ra những kết quả tốt nhất cho ngài cha. Ôn cảm ơn rất nhiều Chúa con, cảm ơn rất nhiều vì cái sự thai mà ngài đã dành cho hội thánh đại sứ quán nước trời xa, để rồi đem hạt giống của nước trời được gieo trồng đầy trên dân tộc Urina chơi, để rồi Urina là đất nước mà nhận được khải tượng của ngài là khải tượng sẽ trở thành một cánh đồng xa, một cánh đồng rộng lớn chơi để tất cả những hạt giống được ban phát ra toàn thế giới này này chào và toàn thế giới này sẽ được no nê ở trong bông trái của là nước trời cha. Ôn cảm ơn rất nhiều Chúa con, ô con cầu nguyện cho sự hủy diệt của ngài, ô từ hậu thánh của ngài cha sẽ lon tròn ra ô trong tất cả những cái kẻ nghịch cùng ngài cha, nhất là ma quỷ cộng sản phát xít Nga cha đó đã sử dụng Babylon cộng sản phát xít đó mà để cho ngăn chặn sự gọi là sự lớn mạnh, ngăn chặn cái sự học giống của nước trời cha. Ô thì con đập nát tan nó xà, ô con đập nát tan tất cả những cái hệ thống mà truyền thông của nó cha, những hệ thống truyền thông dấu trá cha, ô nó sử dụng truyền thông để gọi là lan tỏa những cái thông tin bài bà cha, ô và nghịch lại với những cái sự thật, nghịch với lẽ thật cha, ô thì con đập nát tan nó cha, ô không phải khiến cho gọi là những cái người mà làm
trong lĩnh vực truyền thông cho họ phải gọi là bị Chúa Chúa trà nát cái lương tâm của họ ra, trà đập nát cái nhân linh của họ ra cho để là họ nhìn thấy được cái sự lã lồ của mình, cho nhìn thấy được cái sự xấu hổ của mình, trà, và họ có thể ăn năn trà, ô con xin huyết của ngài bao phủ họ trà để là họ không có không mà làm theo những cái điều sai trái, là theo những cái điều mà không có bền trà để đầu nhận lấy tất cả những cái sự đau đớn trong tâm linh của họ, sự cáo trách trà để đầu họ để được tự do trước gọi là cái truyền thông của bọn cộng sản phát xít Nga. Trà ôn cảm ơn rất nhiều, xuống không cô công cầu nguyện cho những người cầm đạo xa nhất là thống đảng của đảng chính trị của Putin chơi nhà nước bọn oligarch, ô con cũng đập nát tan tất cả những cái nhóm lợi ích này chơi để đâu họ không có sử dụng gọi là quyền lực của họ để thao túng đất nước, chà thao túng tất cả những cái tài nguyên của đất nước, thao túng con người, chà ô con đập nát tan tất cả Babylon cộng sản phát xít Nga, chà ô đập nát tan nhân linh của Putin, chà của Sogo, chà của những cái người bộ trưởng bộ truyền thông, chà ô và tất cả các bộ trưởng khác ở trong những người mà làm việc với Putin, trà những người mà cùng làm việc liên minh với Babylon sản phát xít đó, trà ông đặt nắp ta họ ra chơi, ông kéo tất cả những linh hồn họ vào trong Elbetida của ngài, trà ông để họ được Chúa rửa sạch, trong rửa sạch phần lương tâm của họ chơi để họ được nhận biết ý muốn của ngài mà ăn năn mà trở về cùng với ngài, trà ông cảm ơn rất nhiều, Chúa con ông con cũng cầu nguyện cho tất cả những hậu thánh ở Nga chơi, họ phải là hậu thánh và đây là thật của Chúa đi rao truyền cha, họ phải phanh phui tất cả những cái điều ác chơi để đầu công dân ở đất nước Nga chơi họ được tỉnh thức, cho họ nhận lấy sự gọi là sự cáo trách của ngài sao, thì khi mà họ nhận lấy sự cáo trách của ngài thì họ mới biết mà ăn năn chơi vì ô lương tâm họ và cái gọi là cái sự lừa dối của cộng sản phát xít Nga nó đã gọi là để cho làm mù lòa tất cả những cái gọi là tầm nhìn của họ là sao, ô này con nguyện để đập nát tan tất cả những cái điều này sao, và ô con nguyện để đầu những người học thánh của Chúa ở Nga họ phải trở nên mạnh mẽ, họ đứng lên họ nói ra lẽ thật, chào họ phải làm gương cho tất cả anh chị em mình chơi ôn cả ngày rất nhiều, Chúa con ô con cầu nguyện cho tất cả gọi là các hệ thống chủ nghĩa phát cộng sản độc tài và Hồi giáo, chào ôn nguyện để đập nát tan ô cộng sản Trung Quốc chơi, cộng sản Triều Tiên chào, cộng sản Việt Nam chơi, cộng sản Lào chào, cộng sản các nhà nước độc tài khác, chào những nhà nước Hồi giáo, chào những nhà nước Ả Rập, chào những Iran, chào và Afghanistan, chào cũng đập nát tan tất cả những cái Babylon cộng sản và Hồi giáo này, chào để đầu họ đang muốn gọi là cấu kết để gọi là kiếm một phần lợi nào đó trong cuộc chiến này, chào thì cũng họ họ đang chờ đợi ô những cái điều xảy đến, nhưng mà ok cái gọi là cái sự thần đầu của Chúa sẽ lai lon qua cho họ ra và đập nát tan tất cả những cái nhà nước này chơi để đầu công dân của Chúa, những con cái của Chúa được giành lái, được đứng vào những vị trí cao, trà để đầu chúng con là những người mà cái thành trà một cái thành thì không thể đặt ở nơi thấp được, chơi phải đặt ở trên núi chảo, và chúng con là chỗ này lễ thật của ngài chơi, hậu thánh của Chúa là nơi mà đem lễ thật của ngài chơi, thì ô con thấy Chúa chúng con còn phải đứng trên các đỉnh của lĩnh vực trà để đầu rao giảng ô rao sâu sáng cái sáng của mình ra cho thế gian này, sao không cảm ngài rất nhiều, Chúa con ô con cầu nguyện cho tất cả gọi là những cái quân lực, tất cả những cái thiết bị, tất cả những cái tài nguyên, những cái trang thiết bị mà EU, những cái nước mà đang gọi là hỗ trợ giúp đỡ Ukraine chơi, cầu nguyện để rồi tất cả những vũ khí của họ được đưa đến một cách tốt nhất chơi để rồi tất cả những vũ khí mà Ukraine đang cần sẽ được Chúa chúc phước và được Chúa ban đầy đủ xài để họ họ có thể giành lấy tất cả những cái miền đất mà đã bị Nga chiếm chơi, và cầu nguyện để rồi tổng thống Zelensky ông có được sự kính sợ Chúa, cho ông nhận được những cái sự mặc thể khải thị từ ngài chơi để rồi ông biết mà nương dựa vào sức của ngài xa, chứ không chỉ nương dựa chứ không để nương dựa vào xe và ngựa chào, nhưng nương dựa vào chính
Chúa của con cho cái đầu ông phải nhân dự và lẽ thật, ông sống đúng với lẽ thật, cho ông sống đúng với những cái giá trị lẽ thật mà Chúa đặt để trong ông cho, và từ trong cái những giá trị mà ông có sẵn đó cho Ngài sẽ kéo ông vào trong sự nhận biết Ngài chơi, để rồi ông trở nên con của Ngài chào, trở nên chiến binh dẫu của Ngài chơi, lần người làm gọi là đất nước xây dựng là một đất nước Ukraine mới chào, để rồi đất nước Ukraine sẽ đầy tràn giá trị nước trời chơi, và ông sẽ ảnh hưởng là đất nước ảnh hưởng nhất ở châu Âu chơi, cũng cả ngày rất nhiều siêu cọc cô con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con, để rồi mỗi chúng con mặc lấy hết tất cả những cái sự dạy bảo của Ngài cha, mặc lấy hết tất cả những cái quyền năng của Ngài và sự bày tỏ của Ngài, rồi chúng con công bố lời lẽ thật của Ngài, chúng con hoàn thành công việc là ôm để Ngài sử dụng con, để Ngài đặt gọi lời Ngài trong môi miệng con để phá diệt các nước, khi diệt các dân, và khiến con trở nên cây bừa nhọn và vũ khí hủy diệt trong tay Ngài xà, để rồi đập tan đi tất cả những quan cái chạy của con địa hình xà ôn cả ngày rất nhiều số con ôn dân tất cả anh chị em con lên cho Ngài, con cầu nguyện danh Đức Chúa Soris. Amen. 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 Hãy được phép đặt cái sự amen 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 cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa về những điều Ngài hành động trong đời sống của chúng con cảm tạ Ngài. Hallelujah, kada kasha kasha. Hallelujah, papa hallelujah, kada kasha kasha kada papa hallelujah. Hallelujah, papa hallelujah, kada kasha kasha papa hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về Ngài đã bày tỏ lẽ thật của Ngài trên mục sư Sunday Anaja cùng tất cả những công việc của Ngài trên mục sư Sunday Anaja. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con đã tiếp nhận tin lành vương quốc của Ngài trên mục sư Sunday Anaja tại đất nước Ukraine. Chúng con đã tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài ở trên mục sư Sunday Anaja cùng đội ngũ của mục sư Sunday Anaja. Chúa, chúng con biết ơn mục sư Sunday Anaja và biết ơn cái đất nước Nga mà Chúa đã sử dụng cho tin lành vương quốc của Ngài. Chúa, chúng con yêu đất nước Ukraine, chúng con yêu con người của Ukraine, chúng con yêu công việc của Chúa trên đất nước Ukraine. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài với tầm người của Chúa. Chúng con cũng yêu con người của đất nước Nga. Chúng con yêu cái giá trị của con người đất nước Ukraine, Chúa, đất nước Nga, Chúa, và chúng con yêu đất nước Nga, Chúa, để chúng con không thể nào mà chúng con yêu và không thể nào chúng con chấp nhận và không thể nào chúng con có thể Chúa bao dung cho cái điều ác. Chúng con phải đập nát cái sự gian ác ra khỏi cái đất nước Ukraine, đất nước Nga. Chúa, Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu, Ngài nói rằng sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, đó là khởi đúng hội thánh tin lành vương quốc của Ngài tại đại sứ của Ngài tại đất nước Ukraine. Chúa, chúng con đập nát tất cả hết cái tất cả cái con người cũ ra khỏi cái con người của hội thánh của Chúa tại đất nước này. Chúa, hallelujah, 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 hallelujah. Chúa ơi, cảm tạ Chúa rất là nhiều. Chúa, con cầu nguyện sự lửa của Ngài đến trên hội thánh, lửa của Ngài làm sạch đi tất cả những con người đã nghe về tin lành vương quốc mà không chịu thực hiện công việc của Chúa, lại đi làm những công việc cho đi làm theo ý riêng, thì chúng con đập nát hết tất cả con người cũ đó. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, hallelujah, xin Chúa sức mắt cho tất cả các anh chị em của chúng con tại hội thánh đại sứ quán nước trời, ân phước cho mọi dân tộc của Chúa, Chúa, để họ luôn luôn Chúa họ nhìn công việc của Chúa, họ nhìn ý muốn của Chúa, họ làm theo Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều, Chúa, và chúng con cũng đập nát tất cả các cái sự gian ác của cái chế độ độc tài cộng sản ra khỏi đất nước Nga và đất nước Ukraine, đập tan tất cả những cái nòng pháo của nó. Chúa ơi, gươm chúng nó thì sẽ đâm vào lòng chúng nó, Chúa, pháo binh, tất cả vũ khí của nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, tất cả những cái sự vũ khí của nó đâm vào cái chính cái chế độ cộng sản của nó. Chúa, hallelujah, kadakasha, chúng con đập nát tan hết tất cả các cái sự gian ác của cộng sản ra khỏi cái tất cả những con người cộng sản, Chúa, và chúng con, Chúa, móc hết tất cả những cái linh hồn của con người cộng sản vào trong lẽ thật của Ngài, Chúa, vào trong sự thương xót của Ngài, vào trong sự lửa của Ngài, Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa rất là nhiều. Hallelujah, hallelujah, Chúa ơi, chúng con cũng đập nát hết tất cả những cái thông tin truyền những ra những cái thông tin gian xảo, Chúa, truyền ra những cái thông tin làm gây hoang mang
cho dư luận chúa ạ. Chúng con đập nát hết tất cả cái truyền thông của cộng sản chúa ạ, đập nát hết tất cả những cái tuyên truyền của cộng sản chúa ạ. Tất cả cái tuyên truyền về cái thông tin không đúng đó chúng con đập nát tan hết chúa ạ. Ngay cả tất cả những cái tuyên truyền về học thuyết của nó, về cái ông này ông kia là cha đẻ của dân tộc, chúng con cũng đập nát tan hết chúa ạ. Không có một cái sự tuyên truyền nào của từ cộng sản mà được loan ra, chúng con chặn và chúng con đập nát tan hết chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, hallelujah. Cảm tạ Chúa rất là nhiều, chúa xin Chúa bổ lại sức linh hồn của chúng con để chúng con được mạnh mẽ đi trong đường lối của Ngài nhiều thêm nữa chúa. Cảm tạ Chúa, xin Chúa cũng ban thiên sứ của Ngài dẫn dắt mục sư của chúng con. Mục sư của chúng con đi đâu cũng đầy sự sáng của Chúa, đầy tin lành vương quốc của Chúa. Ai nhìn thấy mục sư của chúng con cũng đều nhìn thấy Ngài cả. Ai nhìn thấy mục sư của chúng con cũng đều nhìn thấy Chúa Giêsu đi giao giảng lẽ thật chúa. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Chúng con cảm tạ Ngài, con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Chúng ta mở Kinh Thánh sách Esai đoạn 10 nhé, để chúng ta thấy những điều gì mà chúng ta đã khẳng định đấy. Đức Chúa Ngài sử dụng cả Putin trong chuyện này nữa, đúng nhớ không? Trong ngày lớn cái đêm là Chúa sức dầu ra cho vua của Assyri, đúng không? Cho vua của Syri, cho vua Syri là nước láng giềng của Ukraine đấy. Anh em nghe rõ chứ? Alo. Alo. Vâng. Đang nghe mình chưa? Ok, ở đây. Đấy, và Chúa sức dầu, vì thế mà kể cả những kẻ thù mà đến để đánh Ukraine cũng là được Chúa sức dầu anh chị em ạ. Nhưng mà bất kể cái phần nào cũng phải chọn đúng làm chức năng của nó. Ở trong đoạn Esai đoạn 10 này, để nói ai đó thắc mắc chuyện đó thì tôi nói cho anh chị em đấy, đọc cho anh chị em nhé. Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ quá bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp. Tới ngày thăm phạt khi hoạn họa từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi trốn lên cùng ai để cầu cứu? Để sự vinh hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới cho những kẻ vô tù và ngã dưới những kẻ bị giết. Dầu vậy cơn giận của Chúa chẳng đánh khỏi, nhưng tay còn giơ ra. Những đứa trẻ ấy sửa phạt tất cả cái dân Ukraine ấy, khi mà họ chối bỏ tin lành vương quốc của Chúa đấy, và tất cả cái dân nào hội thánh nào mà chối bỏ tin mừng vương quốc của Chúa thì cái tin lành vớ vẩn đấu thầu đến sọc tin lành vớ vẩn tung đồ đó giờ học thế gian đấy, thì Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt các dân đấy. Anh khi Chúa nói Assyria này, hỡi Assyria là cái roi của sự thạnh nộ ta, cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta, thấy chưa? Cái gậy đấy, cái vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hay cái gì đấy của nó là sự tức giận của Chúa. Ta sẽ sai nó nghịch cùng nước chẳng tìm kính, khiến nó đi đánh dân mà ta nổi giận, để cướp lấy bóc lột và dày đặt chúng nó như bùn ngoài đường, thấy chưa? Anh chị em thấy không? Đức Chúa dùng Assyria này để mà đánh cái dân như Ukraine đây, dùng thể chế cộng sản của ai, của Ukraine, của Nga đấy, để đánh dân của Chúa tại Ukraine. Nhưng chúng ta biết, nhưng mà nó phải xem nhá, đây câu 7 này. Nhưng chúng nó không để ý, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy. Thì tức là nó phải hiểu, nó muốn sống được đấy, cộng sản hay chế độ nào độc ác đấy, muốn sống được đấy, thì phải biết ý muốn của Chúa. Sau đó làm xong cái phần của mình rồi thì nó phải ăn năn quay trở lại và được tha thứ để mà được không bị trừng phạt. Nhưng mà đây này, câu 7, nhưng nó không để ý, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy, nó lại thích phá hoại, thích hủy diệt nhiều dân. Vì nó nói rằng các quan trường của ta hát chẳng đều phải là từ búa sao? Đó, thấy chưa? Hát chẳng cano như cặt Merit Hamad, như là Babat Samari chẳng như Damas sao? Như tay ta đã tới các nước của thần tượng, tượng trạm của họ lại hơn Jerusalem và Samari nữa, thì ta hát chẳng sẽ làm cho Jerusalem thần tượng nó cũng như ta làm cho Samari và thần tượng nó sao? Tức là nó giết được các thần tượng của các nước khác, nó giết các vua của nước khác, từ cộng sản ấy, nó giết Jerusalem, nó giết cả Samari. Vì Jerusalem đã nổi nghịch cùng với Chúa mà đã chạy con đạn bà tâm phụ, nên Chúa sửa phạt nó. Đấy, nên nó cứ tưởng là nó diệt được dân của Chúa rồi, nó diệt được người mà theo Chúa Giêsu rồi. Thế nó mới trở nên nó oách. Thế nhưng mà Chúa nói câu 12 này, nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Sion và tại Jerusalem, thì chúng ta sẽ thành phạt những bông trái bởi lời kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua Assyria. Thấy chưa anh chị em? Amen. Thấy không? Tức là nó là cái công cụ trong tay của Chúa để sửa dân của Đức Chúa Trời. Đó. Nhưng mà nó lại làm, nó không hiểu điều này, mà nó kiêu ngạo, nó ta đã đánh bại dân Chúa, đánh bại nước, đánh bại nước kia, nó ta là ABC theo đó, nó không hiểu ý đó. Nếu nó ăn năn ấy thì nó sẽ thoát, nhưng nó không ăn năn vì nó kiêu ngạo như này, cộng sản nó kêu gọi dối trá mà, nên nó không ăn năn nổi ở trong đây. Cho đến chừng nào nó bị trừng phạt,
bị xử phạt đến mức độ là đấy của Chúa. Thế nhưng mà Chúa nói rằng câu 12 là Chúa làm xong cả cái việc của Chúa tại Sion và tại Jerusalem đã. Sự trừng phạt Chúa đến khởi từ nhà Chúa Trời. Chúa sở dân của Chúa, đánh dân của Chúa, đánh tất thảy các thượng phụ, các giáo hoàng, đánh tất cả các sư đồ tiên tri giảng giáo sư, đánh tất thảy các mega church, đánh tất thảy các hội thánh của Chúa. Chúa trừng phạt xong đã, sau đó Chúa hành hạ những kẻ mà trừng phạt dân vào. Nhưng khi mà làm đi quá cái ranh giới đỏ đấy mà chúng ta đã nói đấy, thấy không? Bởi vì những kẻ đấy nó nói là ta làm bởi sức mạnh của ta, bởi sự khôn ngoan của ta, vì ta thông minh, ta đã đổi rời giới hạn của các dân, tức là cướp đổi rời giới hạn các dân ấy, cướp biên giới đấy, cướp biên giới, nó chiếm biên giới, nó chiếm biển đảo, nó chiếm mọi thứ kia, rồi đặng cướp củ quý của họ, tức là trước cướp thì cướp tài sản, cướp đất đai ABC của các dân đấy, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đưa phải ngồi xuống. Và nó nói tay ta đã tìm được của cải các dân, như bắt ổ chim vơ vét cả đất, như lượm trứng đã bỏ, chẳng có ai đập cánh mở hay kêu hót cả. Đấy, cho nó nghĩ là không ai có thể là đứng nổi được trước cái tấn công của cộng sản, của phát xít độc tài cộng sản được màu Nga chẳng hạn. Đó, thì Chúa nói này, cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa lại há giấy lên nhì cùng kẻ cầm ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ sơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy. Vậy nên Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới vinh hiển của nó đốt cháy lên như lửa thiêu đốt. Thấy chưa? Tức là cái kẻ Đức Chúa Trời ngài cho phép xảy ra nhé. Thế nhưng nó không biết Đức Chúa Trời ngài đang vận hành chuyện đấy, ngài đang cho thiên sứ Chúa Sai đến vận hành chuyện đấy. Thế nhưng nó lại nó là cái rìu thôi, nhưng nó khoe mình, nó nghịch cả cái đấng cầm rìu. Nó là cái gậy nhưng lại khoe mình chống lại cả cái đấng cầm gậy. Đấy, nó không biết ý của Chúa và nó sẽ bị diệt, cái gì dù cái bốn sẽ bị đập giết. Amen. Nên là Chúa sẽ hủy tiệt nó. Và trong ngày đó này, dân sót, anh chị em, dân sót của Israel nhé, và người thoát nạn của nhà Gia-cốp này sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa, nhưng thật lòng trông cậy Đức Giê-hô-va, Đức Thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp đấy, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Thấy chưa? Tức Chúa xử dị Ukraine, Chúa để lại một dân sót, cái dân mà qua sự hủy diệt của Chúa đấy, cái hội thánh, cái phần nào được sót lại trong tiền đánh vương quốc của Chúa, họ sẽ ở lại, họ sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Và Chúa nói rằng Israel, dù người dân như cát dưới biển, như sao trên trời, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại thôi. Vì sự hủy diệt đã định và sự công bình tràn khắp đất rồi. Và Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va vạn quân ấy, sẽ làm chọn sự hủy diệt ngài trong đất. Amen. Và sau đó Chúa bảo với dân Chúa ở tại Sion, đừng có sợ Assyria nữa, vì gọi dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô, ta bóc lột đấy, nhưng có ít lâu nữa ta sẽ hết giận các ngươi, cơn thạnh nộ ta sẽ trở nghịch cùng các dân ấy, đặng hủy diệt nó. Thấy chưa? Tạ ơn Chúa. Tức là nó đi qua giới hạn và Đức Chúa Trời ngài làm xong cái việc của ngài ở trong hội thánh của Chúa đã, trong dân của Chúa đã, sau đó Chúa mới xử lý cái dân mà là cái roi, cái gậy của Chúa đây, vì nó không biết ý muốn của Chúa là dùng để mà sửa trị dân của ngài. Nó đi qua giới hạn, nó lại gấp giết dân mình, hủy diệt nước mình, nên Chúa diệt cái dân đó, diệt cộng sản đấy, diệt cộng sản Nga, cộng sản Tàu, cộng sản Việt Nam, tất cả cộng sản Hồi giáo Bắc Hàn, tất cả mọi thứ đấy, Chúa diệt hết các bọn đấy. Amen. Trong danh Chúa Jesus Christ, Chúa công bố lời của ngài cho ngài phải làm cái công việc ngài đã chọn trong Ukraine, để hủy phá nhà Gia-cốp, nhà Jerusalem, hủy phá Sion, theo cách của ngài cho trừng phạt tất thảy những kẻ vô đạo, trừng phạt tất thảy những kẻ cùng gian ác, những thầy tế lễ gian ác, những kẻ máu lễ gian ác cho những thượng phụ, những giáo hoàng, những hồng y giáo chủ, những giám mục, những tổng giám mục, những sứ đồ tiên tri giảng kinh, giáo sư chân bày trưởng lão gian ác trong nhà của Chúa, trừng phạt chúng cho Chúa trừng phạt tất cả lãnh đạo tôn giáo, những kẻ rồi kiến tạo ra cái nền văn hóa bệnh hoạn, Urasaka để thờ lại thần tượng, thờ lại Babylon, thờ lại chính nó, cho mà không thờ lại Đức Giê-hô-va vạn quân. Nó chỉ lấy danh của Chúa làm chơi, thật lấy danh của Chúa, nhưng nó không để danh của Chúa. Urasaka nó dạy dỗ những giáo lý lệch lạc với đức tin về sự trông cậy, lấy đức lệch lạc về sự công bình. Nó lại lấy giáo lý giả dối về tình yêu thương, về lòng nhân từ, về sự thành tín. Nó giáo lý được bệnh bạ đó cho Chúa trách phạt chúng trong danh Chúa Jesus Christ. Chúa trách phạt tất thảy những lãnh đạo tôn giáo đó cho nhân danh Chúa Jesus. Và khi Chúa làm xong cái việc mà ngài làm rồi tại Ukraine cho anh, thì ngài sẽ trở tay ra nghịch cùng với nước Nga, nghịch cùng với Putin, nghịch cùng với Shakadabaradat Lập Cận Bình, nghịch cùng với Vũ Vũ Trọng, nghịch cùng với tất thảy các hệ thống chế độ phản động Hồi giáo Urasa cộng sản trong danh Chúa Shakadabaradat. Chúa ơi, Urasa để ý muốn của ngài, nguyện ngài làm chọn cái ý ngài đã toan định trong lòng ngài cho anh. Do đã phát ra cơn giận dữ của ngài, cơn thạnh nộ của ngài, cơn bão lớn này nó phát ra trên đầu kẻ dữ, và sự nóng giận của ngài không trả về cho chừng ngài làm chọn ý tưởng đã toan định trong lòng ngài cho trong danh Chúa Jesus Christ. Trên các giáo hội tỷ lệ kháng cách, tỷ lệ tôn giáo, tỷ lệ chính thống giáo tại Ukraine cho ạ, đến trên tất thể hội thánh, đến trên tất cả chúng con, đến trên tất hội thánh toàn cầu cho ạ, nhân danh Chúa Jesus Christ, bởi vì Chúa đã rồi và lửa cháy lên ngài ước ao Chúa đỡ cho ạ, ngài muốn lửa của ngài làm sạch hội thánh của Chúa, vì sự phán xét này khởi từ nhà Chúa Trời. Khi ngài dùng thần công bình, thần thiêu đốt của ngài để tẩy huế con gái Sion cho ạ, và chúng con
Và chúng con biết chức vụ của mình, Chúa ạ. Và chúng con nhìn cái bài học của vua Assyria đây, Chúa ạ. Mà không nằm, mà không đi theo cái vết sai. Nó... khuynh miệng nó nghĩ rằng nó là kiêu ngạo, nó diệt dân, hủy diệt tất thảy các vương quốc tối tăm đó, hủy diệt Babylon, hủy diệt con cái của nó, hủy diệt các lãnh đạo tôn giáo đó trong danh Chúa Jesus. Hallelujah, để bóc tách những con người ra, đưa linh hồn họ về với Đức Chúa Trời, cho họ quay trở lại Chúa mà được cứu trong tin lành vương quốc của Chúa, để họ được sinh lại bởi chúng con, bởi tin lành của Ngài, nhân tình của Cha, Chúa con thiêng liêng. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Và giờ định rồi, Chúa, và đây chúng con cũng kêu gọi cả sự thánh linh của Chúa, hãy bẻ gãy trượng gậy cai trị của Putin, cho trượng gậy cai trị của cộng sản phát xít, Trung Cộng, Việt Cộng, Bắc Hàn, Lukashenko trong danh Chúa Jesus. Chúng con đổ phá nhổ diệt hết tất thảy mà đồ lũy thuộc linh của nó, xa cả tất thảy cơn dỗ của nó đã bị rủa tận gốc rồi, nó bị rủa tận gốc rồi, hù ra chủ nghĩa cộng sản rủa tận gốc, đảng cộng sản bị rủa tận gốc, xa cả đảng thống nhất của nước Nga bị rủa tận gốc, đảng lao động triều tiên bị rủa tận gốc rồi, chợ có thể chế nhà nước cộng sản đã bị rủa tận gốc rồi, và nó sẽ cháy, nó đốt, chợ. Nhưng Ngài phải làm chọn cái việc mà Ngài mà trong Sion của Chúa, trong Jerusalem của Ngài đã, Chúa ơi. Ra xa nguyện dưới cầu nguyện chúng con khuấy động các hệ thống tôn giáo, chợ, khuấy động tất thảy các người hội thánh của Ngài trên thế gian này, cho để mau tỉnh thức lại, họ tỉnh thức lại, Urasaka, họ tỉnh thức lại trong đoàn đoàn của Chúa Trời, tỉnh thức lại bởi cây roi của Chúa vụt vào những kẻ ngu dại, cho vì sự ngu dại vốn đủ buộc lòng con trẻ, thì cây roi đánh phạt thì sự ngu dại bật ra thôi. Và chúng cảm ơn Chúa sự đánh phạt đấy, cho cái cây roi tại nộ đó chính là nước Nga, chính là những cái đòn thù của nước Nga, cho đánh vào Ukraine, nhưng Ngài dùng đó để mà khiến cho dân của Chúa phải quay trở lại với Ngài, cha, trong danh Chúa Jesus. Cho con cảm ơn Chúa, cho ngợi khen sự vinh hiển Ngài, ngợi khen Chúa Giêsu chúng con vì cách đáng xử đối xử chúng con thật lạ lùng, cho ạ. Ngài không thiên vị ai, cho ạ. Ngay kể cả người cộng sản và người tin Chúa, Ngài vẫn yêu như nhau, cho ạ. Và chúng con yêu họ như nhau, chúng yêu người cộng sản, chúng yêu người Hồi giáo, và chúng con căm ghét chủ nghĩa cộng sản, căm ghét chủ nghĩa Hồi giáo, căm ghét loại tôn giáo, cho những chú yêu những con người đó, bởi vì họ là tội nhân, họ cần được cứu trong quyền năng thánh linh Ngài, cho họ cần được cứu. Chúng con trước đây cũng từng là cộng sản, tức là trước đây chúng con từng là những kẻ ngáo tôn giáo, ngáo cộng sản, cho và đã phạm tội không biết án như họ, cho trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Và khi chúng con tin tin lành thì chúng con cũng tưởng đó là loại tôn giáo, và chúng con cũng bị ngáo tôn giáo tin lành, cho ngáo tôn giáo đó, ngáo và cái giáo lý giả dối đó, cho đến khi chừng cho ngày gặp chúng con, cho con gặp được Ngài mặt đối mặt, cho đến khi Ngài bày tỏ chúng con về tin lành vương quốc Ngài, cho và sinh chúng con tin lành vương quốc Ngài, cho và để chúng con ở nơi cao mà Ngài đã để chúng con, chưa ạ? Để cho nhận biết Chúa, nhận biết bản thân mình, nhận biết cơ hiệp của mình, nhận biết sức mạnh tiền định của mình, nhận biết bản thiết kế Ngài đã dành chúng con trước sáng thế, nhận biết cách để xuất phục cơ hiệp đó đến vị chân của Chúa. Hallelujah, để dành Chúa tôn cao trong mọi sự, nhân danh Chúa Jesus Christ. Con còn đời hủy diệt Đức Trời đến trên tất thảy cộng sản của Nga, cho đến trên băng đảng phản động cộng sản Nga, đến trên bộ máy chiến tranh của Nga, tất thành bộ máy truyền thông tình báo, cái bộ máy chiến tranh của Nga đều bị đập diệt trong danh Chúa Jesus. Shakara, xin Chúa làm mạnh sức tại Ukraine, mạnh sức về dân của Ngài, cho khi Chúa làm việc với dân của Ngài, cho Chúa vẫn tiếp cho chuyện chưa xảy ra, cho những chuyện cướp bóc đánh giết vẫn xảy ra tại đất nước Ukraine, cho Urasakadabadavi, bởi vì ý muốn của Ngài như vậy, cho nên chừng nào Ukraine phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa Trời để được Ngài nhấc lên, cho trong sự nhận biết tin lành vương quốc Ngài, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con Thánh Linh. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Giờ đây chúng con tận diệt luôn tất cả các cơ quan, các đơn vị, tất cả khí tài quân sự của nước Nga, cho tất cả đơn vị pháo binh tên lửa, vũ trụ hàng không, thiết giáp xe tăng của Nga, tất cả máy bay, tất cả tên lửa hành trình, tên lửa cánh, tên lửa điều khiển từ xa của Nga đều bị đập tan thành trong danh sự, đều bị lổ ngay tại kho của nó. Tàu bọn lửa thạch nổ để đốt phá sạch tất thảy các kho nhiên liệu, tất cả kho vũ khí đạn dược của quân đội Nga, hủy diệt tất thảy các đơn vị truyền thông radar của Nga, tất thảy các đơn vị áp chế điện tử của Nga đều đốt cháy thành tro trong danh Chúa Jesus Christ. Shakadabadim, tất thảy sự rối loạn trong hàng ngũ tướng lĩnh của Nga, và lính của Nga quay trở lại đánh giật nhau trong danh Chúa Jesus. Shakadabadim, bởi vì chúng nó đã làm cái sự độc ác, chúng nó nghĩ rằng nó đánh được dân Chúa, nó giết con dân, nó chiếm bờ cõi của dân Ukraine này, chưa, nó làm cái điều gian ác đó, chưa, mà nó không biết rằng đấy là Ngài đang có cái ý nào đó của Ngài trong đó, nó không nhận biết ý đó, chưa, thì nó dùng gươm, nó phải chết bởi gươm trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah, cho con cảm ơn Chúa, và chúng con chết hàng ngày bởi gươm thánh linh của Ngài, chưa, ngợi khen Chúa. Shakada, và chúng con gọi thánh độ Ngài đến chúng con, sự thánh độ Ngài đến trên hội thánh chúng con, sự thánh độ Ngài đến trên các hội thánh tin lành kháng cách tin lành thống giáo tiền công giáo khắp mọi nơi, chưa, sự thánh độ Ngài đến trên hội thánh của Ngài khắp thế gian này, chưa, để rửa sạch của thánh Ngài bằng thần công bình thần tiêu đốt Ngài, chưa, tẩy uế con vãi Sion, là hội gia đáng đó.
Chúa. Tôi ra sắc cả Chúa, cảm ơn Chúa. Về khi Ngài đã làm chọn cái ý định của Ngài với Sion, với Jerusalem, Chúa, thuộc linh thuộc thể, Chúa, thì Ngài sẽ xử lý Arisi, Ngài xử lý tất cả các dân kiêu ngạo kia, Chúa, và trừng phạt nó. Chúa, cảm tạ ơn Chúa sự thành tín của Ngài và bình đẳng thuộc với Ngài trong danh Chúa Cha, chúng con thiêng linh. Amen. Amen. Ok, vậy nhá, cảm ơn chị em. Anh chị em có cầu nguyện tiếp thì cầu tiếp đi. Tôi cắt đi để đi vào. Amen, amen, amen. Cảm tạ Chúa. Amen, amen, amen.